Một sự kiện làm chấn động thị trường bất động sản 15 năm về trước để lại phế tích hoang tàn đến tận ngày hôm nay. Đó là mùa hè năm 2008, hàng loạt người tứ xứ đã đổ về vùng quê Mê Linh, Hà Tây, Hà Nội cũ để tìm đất. Chẳng bao lâu nữa thì nơi đây sẽ trở thành một phần của đô thị. Khi ấy thì chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt hàng loạt các dự án trong chớp nhoáng, chuyển hàng nghìn hecta đất ruộng trở thành biệt thự và nhà vườn, vân vân. Bút tích thì chưa ráo mực, người ta đã giao bán hàng loạt các lô đất dưới dạng hợp đồng góp vốn với mức giá kỷ lục, mở ra một thời kỳ sốt đất chưa từng có. Thế nhưng 15 năm qua thì khu đô thị, nhà xưởng chưa thấy đâu, chỉ thấy những bãi đất hoang vu, lúa chẳng thể để trồng mà nhà cũng chẳng có ai xây. 1005 dự án tại đây đã bị thu hồi đất bởi chủ đầu tư đã tự ôm đất nhưng mà không đủ năng lực, biến đồng ruộng màu mỡ trở thành cỏ dại hoang tàn. Gần 200.000 hộ nông dân nơi đây đã bị ảnh hưởng, chôn vùi kế sinh nhai của nhiều người nông dân nghèo. Một số dự án may mắn được hình thành nhưng mà cũng gặp không ít sự bế tắc, ví dụ như là dự án Spendora Bắc An Khánh ghi nhận mức giá cao kỷ lục ở thời điểm đó là từ 13 đến 22 tỷ đồng mỗi căn. Dù phải xuống tiền tươi ngay khi giao dịch và không nhận bất cứ giấy tờ gì mà nhiều người vẫn cứ lao vào, thế nhưng hiện tại thì lại cực ít người ở, chẳng hề như là kỳ vọng. Số phận của chúng cũng như hàng chục nghìn hộ nông dân trở thành nhân chứng cho sự thay đổi chóng vánh của thủ đô, phế tích đất hoang sau những chữ ký vội vàng. Trải qua nhiều lần sốt đất, đầu tư bất động sản càng ngày càng khó. Sắp tới thì vài huyện tại thủ đô đã chuẩn bị lên quận cùng với hàng loạt các dự án về. Bạn hãy nắm bắt cơ hội và phân tích thật kỹ trước khi xuống tiền đầu tư nhá.